nhà thờ, làm chủ nhà. Đây, cảm giác là yên bình, rất là yên bình luôn. Trời ơi, trái nè, cái boa. Đây nè, này của nhà kế bên, cái boa. Oui, ça c'est pour l'électricité. Ça on a mis l'année passée. Alors que c'était pour le chauffage. Est-ce que c'est l'eau chaude? L'eau chaude. Oui. Là đi làng. C'est calme ici, hein? Ouais, j'aime bien, ouais. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Ouais. C'est ton fastidieux. Ouais. Ça c'est lisse. Vous êtes catholique alors? Ouais. Ouais, ouais. Nous on est bouddhistes. Ouais. Ouais. Voilà. Làng này 2000 dân à. Yên tĩnh. Elina a déjà trouvé copine. Ouais, mais c'est juste. Ouais. On a vu que. Elle est là. Nhà thờ của cái làng. Ouais. Ok. Nhà thờ của cái làng. Mais, nhà thờ của cái làng. À côté. Donc ça ralentit le début du rallye, c'est ça? Un peu. Trời ơi, cái kia là càng nè. Càng mấy mét? À, được 3 mét quá. 3 mét á. Chút xíu nữa người ta sẽ thổi đó. Rồi, chỗ này là trung tâm của cái làng này nè. Nó sẽ làm ở đây nè. Ủa, bên kia có số người mặc áo vàng rồi đó. Oui, le jeune, oui. Đó, trong đó chuẩn bị rồi đó, tối nay đó, đó, fest đó. Chuẩn bị đó. Xíu nữa đó. Đây nè, có mấy đứa trẻ nè. Voilà. Đây đi dễ mặt. Trong đây nè, tối nay là có tiệc trong đây nè, cả làng này đón tiếp. Đón tiếp mình qua. Quá trời luôn, để bàn ghế sẵn. Elina. Nãy giờ là nói chuyện, dễ hết mấy cái rồi. Cơm tìm bé. Après Lina, c'est Nico. Oui. Lina, sois-y, tu es. Lina, sois-y, tu es. Ça? Oui, ok. C'est joli ça. Regarde. Ça te va?
Ouais. Ouais, très joli. Tu le frottes pas pendant 2-3 minutes après. Voilà, il y a toi, Lina. Du bleu puis du rose. Vậy nó làm gì nữa? Tatouage vậy. Ici? Ici? Babillon. Choisir deux si tu veux. La couleur violet, hein. Ouais, ce mauve comme ça, il est magnifique. Ouais. On me le demande pas souvent, pourtant. Violet, la couleur. Et voilà. Et voilà. C'est très joli. Merci beaucoup. Mais de rien. Je la descends. Bị mấy bạn nhỏ lên hát.
Ces deux jours tout à l'heure seront placés sous le thème de la bonne humeur, la convivialité, la fête et surtout le voyage sous toutes ses formes. Je suis heureuse de constater que la première étape du voyage entre Fredersheim et Cressier s'est bien passée. Un programme riche et très varié vous attend. Il a été imaginé par le comité directeur, représenté par Madame Mélissa Cravero, ancienne présidente du Conseil Général, Monsieur Jean-Bernard Simonet, président de commune, Monsieur Jean-Michel Pelaton, président des sociétés locales, et moi-même, délégué à la culture, au sport et aux loisirs. Vous vous en doutez certainement, nous avons été soutenus par un comité exécutif extraordinaire. Quay phim nè. Đó, thấy áo màu vàng chưa? Em phải hót bụng vô mới được. Đã được đó. Cái sao mà nhỏ xíu xíu à? Mà không có giá là đem bụng sọt cho nên là dài. Fest đó là chỗ mà tiệc đó, từ đây tới tối đó người ta tiếp đãi dân mình tới đó, người dân là dễ thương lắm. Đây mình đi ngang cái nhà thờ cả nhà, nhưng mà nhà thờ đóng cửa. Bonjour. Nhà thờ đóng cửa. Đây mình đi dạo. Le suivant, c'était... La poste. Dạo cái... Đây. Làng rất là nhỏ, yên bình lắm. Xe nãy chắc là xe chở khách du lịch tới đó cả nhà. Cái nhà nữa, đây nhà cũng... Cái làng này có 2.000 dân nha cả nhà. Ông chủ nhà đón tiếp mình, không dẫn mình đi dạo tham quan, về nói chuyện về lịch sử cái làng. Khá là đẹp ha, magnifique cả nhà. Ai mặc áo vàng là biết người của mình. Thank you.
ở đó là 1 triệu. Thì sĩ nhà rất là đắt. Con tên nước trop petits encore. Oui. Là maintenant c'est Amen, non? Ils seront prêts en, c'est là je pense en fin août, septembre. Oui. Septembre. Dans oui. Les vraies vignes c'est septembre. Mm. Puis là comme c'est contre un mur chaud. Oui. Il y en a plein. Oui. Oh comme c'est joli. Regarde. Oui. Nho ở đây là nhiều nho lắm. Mình đi dạo làng ở Khesir. C'est la commune. C'était un privé avant. Donc c'est Monsieur Vallier, c'est un noble de Khesir, qui avait une maison. C'était trop petit pour lui. Alors il a construit ce château pour habiter avec sa famille. Et puis, c'est passé à ses descendants. Et après, c'est la commune qui a racheté. Qui a acheté. En 1900, 1800, quelque chose. Oui. Et maintenant, c'est la commune qui a la plupart des étages. Oui, ils ont fait quoi dedans? Il y a la mairie. Ah, la mairie. Ah, ok, ça c'est la mairie. La commune, mais c'est la mairie. Oui, ok, c'est bien. Et puis, il y a un petit caveau à droite où on peut aller faire des mariages. Où y a, oui, oui, pour la fête, hein, c'est ça. Exactement. Il y a aussi la crèche. De l'autre côté, il y a la crèche pour les petits, ouais. Ah ouais. Il y a une radio, aussi la radio pirate. Ouais, c'est joli. Mairie, là. Aussi, la château, là. Je vais voir si tu veux, la sacoche, toi. La mairie, là. Tiens, Lina, prends. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle le château. Est-ce que tu vois où est la sacoche sur le pont? Ouais. Ah, de l'autre côté. De l'autre côté. D'accord. Encore pas tout droit, ouais. Ouais. Chaque village a un drapeau. Oui. Hóa trời cái mairie đẹp. Đây là cả nhà cái mairie của cái làng này nè. Ngày xưa nó là cái château của một cái người dân bình thường thôi. Rồi ông thấy nhỏ quá ông bán. Đó. Chắc ông bán ông xây château bự hơn hay sao đó. Bây giờ mairie nghĩa là trưởng làng, thành phố, cái tòa thị chính của cái làng này. Đó, giờ nó làm tòa thị chính. Mairie rất là đẹp ha. Đây nè, phía trước cổng vô nè. La ở chỗ này có nhiều cái bông này đẹp quá cả nhà, nó giống như là bông 10 giờ vậy thôi. Rất là đẹp. Đó, giờ đi lên tiếp lên nè. Trong cái lâu đài. Ủa chưa? Wow, phía sau này nó có cái khách giữ con nít. Rồi đó, nhân phòng làm việc với tờ. Ở đây có nhiều cái phong tên nước như vậy quá. Lần nãy đằng kia có con cái, ở đây có con cái nữa. À, qua đây mình thấy nho phía sau nè. Đó, kia nhà hàng cái gì ta, quy hình như nhà hàng. Cái này là Centre Village. Ừ, Centre Village. Oui. Mà sao tôi đẹp. Quy đẹp. Quay phía trước nãy chưa chụp hình phía trước. Phía sau là thấy nho nè, quay ra phía sau thấy nho nè. Là ông vọt lá hay sao đẹp vậy là. Yeah. Bên cạnh. Nhiều rất là nhiều nho phía sau nè. Đẹp không? Đó này là giống lên trên núi hả? Cảnh này đó. Là nho không kìa? Nho.
Mới còn nhỏ. Ừ, nó còn nhỏ. Tắt hay chụp tấm hình. Nãy cái lâu đài hồi nãy là 1500 mấy. Bây giờ là toilet đi xí. À quý, thấy có đẩy kìa. Tu vas aller? Oui, ici il y a l'eau. Parce que toilette là-bas, il n'y a pas l'eau. Là, biblique là. Juste là. Oui. Đi đi. Em không có đi, nãy em nhà em đi rồi. Bà đi toilette. Đằng kia xa xa, đằng kia ông đang giải thích có cái fountain nước. À bon. Fountain nước. Ở đây có nhiều fountain nước. Đây là có bạn. Ở này đang ở nhà các bạn mình. Bên kia giờ hát quá trời hát rồi đó. Đây lại tới đây đóng mộc một cái nữa nè. Đây là cái viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão của cái làng này. Rồi giờ còn một hộp nữa thì đi đâu? C'est déjà fait. Em nè, em có ăn. Oui, papa fait trop vite. Regarde les raisins. Ah ouais, les voit bien là aussi. Oui. Il y en a plein. Oh là là, dưới đây có cái ấy nè, cái vàng raisin nè. Nho. Quá trời nho luôn. Nho quá trời luôn, dưới này có bàn. Trong này có bàn nè. Ngồi uống cà phê dưới vàng nho. Oui. Dạ. Và sạc xe một cái nữa, đóng mộc một cái nữa. Đây là cái nhà kiến phía sau đó cả nhà, là cái nhà đó là cái nhà của nhà nước, nó xây để cho những người già mà còn khỏe mạnh làm đồ ăn công chuyện được á, thuê để ở. Đó. Đây của trong cái làng này thôi đó nha. Bên đây mướn nhà mắc lắm. Cái ông này ổng nói là mướn là 1000 một tháng. Nói chung là tại vì thị sĩ người ta đi làm lương cao cả nhà. Cho nên cái đời sống nó cái gì nó cũng cao chứ không phải giống như bên Tây mình. Tây mình đi làm thấp, tiền thấp thì cái đời sống mình chi trả nó thấp. Còn bên đây người ta cao. Lương người ta gấp mấy lần bên Tây của mình, lương bên đây cao lắm. Cho nên cái gì nó không phải mắc lại hết. Nhà ông này là 1 triệu đó. Nãy ông nói nhà ông là 1 triệu, ông xây 9 năm.